Chào các bác, hôm nay bên em lại có một cái cặp tannoy 637 về để phục vụ các bác. Thì dòng tannoy 637 thì là một dòng loa đã quá nổi tiếng rồi. Thứ nhất là cái chất âm tannoy thì thuộc cái loại chất âm quý tộc, thưa các bác. Chất âm tannoy thì một cái chất âm đặc trưng của cái dòng loa Anh Quốc. Và cái dòng sản phẩm tannoy 637 thì cũng thuộc cái phân khúc dòng tannoy Anh Nòi, Anh Xị, nó được sản xuất tại chính quốc đất nước Anh, ra đời vào những năm của thập niên 90 các bác nhé. Dòng này thì sản xuất khoảng năm 92, 93 gì đó. Cặp loa tannoy 637 màu vân gỗ. Em này thì cao 82, rộng 29 và sâu 28 cm. Cấu hình là bát 20, mid 20, trung chép đồng trục. Cặp loa sử dụng cái công nghệ đồng trục nổi tiếng của hãng Tannoy. Bên em thì cũng bán khá nhiều cái dòng này rồi, về cặp nào thì hết ngay cặp đó, test thì cũng test nhiều cho các bác nghe rồi. Chất âm thì các bác nghe một lần thì có thể là nhớ mãi. Có thể nói là cái dòng Tannoy, để mà nói cái dòng Tannoy ở cái phân khúc giá tiền tầm trung, hàng trung bình, bình dân như thế này thì là hiếm. Còn các cái Tannoy mà đắt tiền thì em không nói. Tannoy 450 triệu, 100 triệu thì em không nói. Còn cái phân khúc hơn chục triệu để tìm được những cái cặp loa hay mà lại là thương hiệu đến từ Tannoy của Anh Quốc cũng không có nhiều các bác nhé. Cặp này thì còn rất là đẹp luôn, khá đẹp, rất đẹp luôn. Chất âm của nó thì hay, đặc trưng của Tannoy. Tí nữa em sẽ test cho các bác xem. Bây giờ thì quay qua một chút đã. Đấy, thiết kế cái màu nâu cánh gián màu Tannoy. Ở bên trên này thì cái mặt của nó bằng nhựa này, vân này vân nhựa giả đá này. Đấy, vân nhựa giả đá còn rất là đẹp, còn rất là đẹp luôn. Phía sau đây, phía sau Tannoy 637, cái phần cọc loa của nó thì là cọc loa bắp chuối nhé, cọc loa Tannoy bắp chuối đánh được cả BY, thùng vách thì còn đẹp, ok. Và các bác xem tuyến loa đi. Đây là cái phần trung chép đồng trục đây. Đấy, đồng trục nó nằm ở chính giữa đấy, công nghệ nổi tiếng của hãng, màng carbon, gân cao su, bát 20, đường kính 20. Các bác gọi là hai bát 20 cũng được. Đây là bát thật, không phải bát cộng hưởng các bác nhé. Chỉ có dòng 611 thì nó sử dụng bát cộng hưởng. Các bác lưu ý cho em, đây là bát thật, cả hai bát đều thật luôn. Bên này cũng thế, còn rất là đẹp. Đấy, gân còn rất tốt, đánh rất tốt, duy nguyên. Còn cái phần ế căng nữa, đây, quay cho bác xem cái phần ế căng luôn. Dòng này thì nó sử dụng cái ế căng nhựa. Ế căng của nó là ế căng nhựa, khung nhựa, vải zin, lưới zin, khung zin, còn rất là đẹp. Đây nó bẩn nên còn chưa vệ sinh, còn rất là đẹp luôn. Thì em sẽ lắp vào cho bác xem. Test thử chất âm đi các bác nghe nhé. Em chỉ cần test nhạc mạng thôi, con này test nhạc mạng đã hay lắm rồi, các bác cứ lắng nghe. Thank you.
Thưa các bác, thì đặc trưng của Tannoy, một cái chất âm khá là hay, nó có một cái nét đặc trưng mà không hãng nào có thể bắt chước được. Tiếng của nó rất là sang, phần trung âm và phần chép nó thể hiện rất là tốt, tiếng sáng chi tiết nhưng mà rất là mềm mại, mượt mà, không hề chói gắt. Và bát của Tannoy thì xuống sâu, dày dặn, không bao giờ là bị khô cứng như các hãng khác các bác nhé. Chính các cái yếu tố đó thì nó làm lên cái thương hiệu Tannoy. Cặp này bây giờ thì nó cũng khá hiếm, cho nên là giá thì nó về thì nhiều anh em đều thích cả, cho nên bên em mua thì cũng phải thi đấu. Cặp này thì bây giờ có giá 15.500.000. Bên em phối kết hợp với chiếc âm ly Nakma 308, chiếc âm ly có giá bán 14.500.000 đồng các bác nhé, 14.500.000 đồng. Bộ phối ghép rất là hay, ăn ý mượt mà. Bên em đang nghe nhạc mạng và nghe trực tiếp trên điện thoại, chất âm đã rất hay rồi. Đan Nguyên nhé, em mời các bác nghe Đan Nguyên. Hôm nay em test nhạc vàng đấy. Rất hay ạ. Nó đẳng cấp ta nói. Nhiều bác thích. Tại sao lại thế? Vì nó quá hay ạ. Còn nhớ tên nhau, xin gọi cho. Con này nó hay, không phải là theo kiểu vỗ vã, không phải là kiểu đánh bạo lực hay uy lực. Nó nghe nó một cái chất âm rất mượt mà và tình cảm. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chờ. Một cái ca khúc acoustic nữa, và một ca khúc nữa đi.
Tannoy thì cho các bác nghe nhiều một chút, chất âm rất là hay, em cũng còn đang muốn nghe. Cặp loa Tannoy 637, cặp loa có giá bán là 15.500.000 đồng, kết hợp với trợ mê Lachman 308 có giá bán 14.500.000 đồng. Sau đặt trần số máy 098 358 6968, địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bên em siêu hàng toàn quốc, giá bán sản phẩm không bao gồm phí ship. Bác nào chưa đăng ký kênh mà các bác đăng ký kênh đặt trần để chúng ta theo dõi cũng như là cập nhật những video mới nhất, những sản phẩm mới nhất và những cái báo giá mới nhất mỗi ngày. Cảm ơn các bác rất nhiều. Yêu nhau cho đớn đau hằn sâu trong thịt da, có những vết thương còn để lại đời ta, giày vò theo tháng ngày ôm ấp cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi xa, những lúc em ngồi một mình đợi anh, đợi người đi chẳng về, quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang rõ ràng, giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa, vì nụ hôn còn thiên tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng, thấm ngón tay vàng tim chơi vơi theo thời gian, có nhịp vắng anh giờ thầm chết trong em. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video clip bên em. Cặp loa Tannoy 637 có giá bán 15.500.000 chưa âm ly Lachman 308 có giá bán 14.500.000. Số máy 098 358 6968. Cảm ơn các bác đã quan tâm. Xin chào.